Hello, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì bạn đang có mặt tại đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu là một người sành ăn thì các bạn sẽ biết rằng là trong khu vực đường Nguyễn Công Hoan và đường Trần Kế Xương thì có rất là nhiều những quán do các cô bán, chẳng hạn như là cô Sáu hồi trước qua đã từng review nè, cô Huyền, cô Có. Và ngày hôm nay thì đang có mặt ở quán cô Dung. Rất là nhiều bạn nói rằng là ở quán cô Dung thì có cái món đó là mì khô muối ớt rất là ngon. Chính vì vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng đi đến đó để thưởng thức cái món mà vừa nhắc tới nha. Let's go. Dạ, cô ơi cho con hỏi thăm cô nào là cô Dung ở đây vậy? Cô Dung đây. À, đây là cô Dung. Dạ, cô ơi con chào cô à. Tại vì ngày hôm nay thì con nghe mọi người giới thiệu về cái món mì trộn muối ớt ở đây của mình. Mình bán cái món đó được bao nhiêu lâu rồi cô Dung? 9 năm mà em. 9 năm rồi. Dạ. Nhưng mà cái nguyên liệu của một cái tô mì trộn muối ớt thì mình có những cái gì trong đó vậy cô? Có thịt bò. Dạ. Có tôm. Dạ. Có chả cua bò viên. Dạ. Là đó là kè. Dạ. Là thập cẩm. Là đó là một cái phần thập cẩm. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì hình như là có cái món bún nước nữa không vậy cô? Có bún nước đặc sản miền Trung đó em. Là cái món đặc sản nhất ở đây là bún nước. Dạ. Và mình có bán đó là cái món mì trộn muối ớt nữa. Đúng rồi. Nhưng mà giữa bún với mì thì cái món nào bán chạy hơn vậy cô? Mì. Mì bán chạy. Dạ. Con thấy ở đây là nguyên một chồng mì luôn. Vậy thì trung bình một ngày mình bán là khoảng bao nhiêu thùng mì vậy cô? Ngày thường thì 5 thùng, thứ bảy chủ nhật thì 7-8 thùng của em. Có khi nào cao điểm lên tới 10 thùng không cô? Đó, đó là mình nói ở trung bình thôi. Dạ. Thì theo như cô Dung chia sẻ thì trung bình một ngày là ít lắm thì cũng phải là 5 thùng. Đó, mà có những cái thời điểm cao điểm thì 10 thùng hơn các bạn nha. Đủ để thấy rằng là các bạn đến đây thưởng thức cái món mì trộn muối ớt nhiều như thế nào. Bây giờ thì chắc có lẽ là con sẽ gọi một phần. Ở đây nếu như lần đầu tiên mình tới thì mình gọi một phần thập cẩm là có đầy đủ luôn hả cô Dung? Đúng rồi, có bò, có tôm, chả cua, bò viên, trứng gà. Một phần mì trộn muối ớt thập cẩm là giá là bao nhiêu vậy cô Dung? 40 em. Dạ, 40.000. Còn 30 là bình thường bò tôm. Dạ, bò tôm là 30.000 các bạn, thập cẩm sẽ là 40.000. Còn nếu mà một tô bún nước thập cẩm thì có giá là bao nhiêu cô? 40 luôn em. 40.000 luôn. Dạ rồi, bây giờ con sẽ gọi một phần mì trộn muối ớt thập cẩm. Dạ rồi, con cảm ơn cô Dung rất là nhiều ạ. Và các bạn có một cái điểm mà Bảo rất thích ở đây nữa, đó chính là phía bên này là một chú từ nãy giờ vẫn đứng đây. Cái công việc đó của mình đó là đuổi ruồi đúng không chú? Dạ. Nhưng mà cái này là mình đứng mình đuổi liên tục luôn hay sao? Thì thỉnh thoảng thay phiên, ở đây có mấy người làm lận. Dạ. Nhưng mà chú cũng là người trong nhà thôi. Dạ. Nhưng mà ví dụ bán ấy thì chú phụ đuổi ruồi, nhiều khi là có người ấy thì chú là chú dọn dẹp này nọ rồi. Dạ. Cảm giác rất là sạch sẽ luôn các bạn. Nhưng mà mình làm cái công việc này có mỏi tay không chú? Thì nó đúng ra chừng nào đứng lâu với mỏi tay, cái này chừng tiếng 2 tiếng là có người thay thế. Dạ. Dạ. Nói chung là vẫn mỏi đó, nhưng phải cần người thay phiên. Rồi. Dạ rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Ở đây thì bà đã có một phần mì trộn muối ớt thập cẩm với giá là 40.000. Và lúc nãy thì Bảo đã được gợi ý và đã gọi thêm một cái phần. Ở đây thì nếu mà các bạn nhìn qua thì các bạn đoán sẽ là da heo đúng không? Tại vì Bảo đã từng ăn. Quay trở lại vấn đề ha. Ở đây thì khu vực này Bảo đã từng ăn một vài quán thì họ sử dụng đó là cái phần da heo. Và cô Dung có nói rằng là trước đây thì cô cũng sử dụng cái phần da heo do chính cô làm luôn để ăn với cái phần mì trộn muối ớt này. Nhưng mà tại vì gần đây thì cô bận quá không có thời gian. Chính như vậy thì cô không lấy da heo ở bên ngoài thì không an tâm, nên cô quyết định là sử dụng đó là cái phần bánh tráng Quảng Nam chiên giòn lên như thế này. Đó, cũng rất là hấp dẫn các bạn nha. Và Bảo đã gọi thì một phần hình như có giá là 10.000 các bạn. Nếu mà bạn nào thích ăn thêm thì có thể gọi thêm như Bảo. Ở đây thì họ có cho gọi thêm luôn các bạn nha. Ở đây Bảo thấy rằng là có tính tiền luôn, có gợi ý cho các bạn gọi luôn á. Và khi mà gọi một cái chén này thì chú lại mang ra, chú là cái lúc mà lúc nãy đứng đuổi ruồi đó các bạn thì chú đã đem ra thêm một cái chén như thế này. Nhìn thì giống tương ớt nhưng mà chú nói rằng là ở đây là cái thành phần nước chấm có tương ớt, rồi có pha thêm một chút gia vị ở trong đó nữa để cho nó vừa. Thì cái này nè là chuyên để chấm bánh tráng các bạn nha. Hấp dẫn một xíu nữa Bảo sẽ thử. Và đây là cái phần muối ớt đó, muối ớt nè, rồi ớt cắt ra, một miếng chanh. Khi mà các bạn ăn đó thì bạn nào mà ăn cay nhiều thì có thể giữ lấy hết cái phần ớt này luôn. Còn nếu như mà bạn nào ít cay, không ăn được cay nhiều đó thì các bạn có thể cho bớt ớt ra rồi nặn chanh mình khuấy đều lại. Còn bạn nào mà thích cho ngọt ngọt một xíu á thì các bạn cũng có thể nêm đường. Ở đây thì có đường luôn các bạn nha. Và Bảo mới vừa phát hiện ra một chuyện đó là ở đây thì có sẵn đường ở trên bàn, có sẵn một hũ chanh đó. Thì tới đây các bạn chỉ cần gọn ly trà đá thôi, xong cái mình ra mình bỏ đường, nhạn chanh khuấy lên thành trà chanh. Cái đó là tính vậy thôi nha, chứ nói chứ ở đây thì lúc nãy cô Dung cũng đã gợi ý cho Bảo thêm một cái món nữa, cũng là một cái món miền Trung luôn, đó chính là hạt đác rim thơm. 15.000 một ly, 15.000 một ly các bạn nha. Made in Nha Trang, made in Nha Trang đó. Một xíu sẽ thử, nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái phần mì trộn muối ớt thập cẩm của Bảo. Trước tiên thì chắc có lẽ là mình sẽ làm cái chén muối ớt này trước, rồi Bảo thì ăn cay nên là Bảo sẽ giữ hết cái phần ớt mà lúc nãy quán đã bỏ vô luôn. Rồi hỏi đều lại, chưa ăn mà đã thấy là suýt xoa rồi các bạn nha. Ở đây thì sẽ là cái phần mì đã được trộn sẵn với lại lúc nãy Bảo nhìn thì có tương ớt, tương cà, không biết có cái gì thêm nữa hay không, nhưng Bảo thấy là tương ớt và tương cà. Và ở đây thì họ cũng để thêm hai cái chai, đó là tương ớt và tương cà. Nếu mà bạn nào muốn trộn thêm đó thì cũng có thể xịt vào trộn thêm, nhưng mà Bảo thì sẽ không trộn thêm mà ăn thử để xem là nó vừa vị hay chưa. Và lúc nãy Bảo đã xin thêm một chén hành phi, cái này là quán tặng cho Bảo, nhưng mà nếu như mà bạn nào tới đây mà các bạn thích ăn hành phi nhiều đó thì các bạn có thể gọi thêm một chén. Như Bảo ở đây thì sẽ có giá là 5.000 các bạn nha. Bây giờ Bảo sẽ cho luôn cái phần hành phi này vô trong cái tô mì này cho nó hấp dẫn. Wow, đã quá, đã quá. Rồi trộn đều lên. Khá là vừa vị. Hành phi giòn thơm, có một ít hành lá và tiêu ở trong này nữa. Cái sợi mì thì được trộn vừa tới thôi nên nó không có bị mềm hay là bở quá, vẫn còn dai. Và khi mà ăn mì khô mình sẽ có thêm một cái tô bên này, đó là cái phần nước lèo. Ở trong tô này thì được một miếng tôm ướp, hai miếng chả cua, một ít thịt bò và một cái trứng lòng đào. Ngon quá. Bảo thì khi mà ăn cái món mì trộn này thì thường cho cái phần trứng lòng đào này sang cái tô mì. Sẵn cái trứng lòng đào ra nha. Đây. Wow, wow, wow. Nó béo ngậy vô trong miệng luôn. Theo Bảo thấy á, thì cái đặc biệt đó là cái sự kết hợp của cái phần mì khô trộn nè, những cái món ở bên này chấm với cái phần muối ớt rất là ngon, hành phi rất là thơm. Với cái phần mì khô trộn thì có thấy rằng là cái hương vị nó cũng khá là quen thuộc, tại vì đó là tương ớt, tương cà được trộn lại với nhau để cho ra cái tô mì này. Và khi mà trộn ra đó thì Bảo ăn Bảo thấy là cái vị nó vừa thôi. Nếu mà bạn nào mà thích ăn đậm đà thì Bảo nghĩ rằng các bạn nên cho thêm tương cà, tương ớt vào trộn lên nữa cho nó hấp dẫn. Còn với cái phần nước lèo này thì Bảo thấy rằng là nó thơm, nó ngọt, nó không có nhiều vị tanh, không có khó ăn. Bảo là một người không ăn được những cái món quá tanh đâu, nhưng mà cái phần nước lèo này thì nó không có cảm giác quá tanh miệng, rất là dễ ăn, rất là ngon và ngọt vừa phải. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ thưởng thức thử, đó là một cái miếng bánh tráng chiên giòn. Thật ra cái phần bánh tráng này đó thì các bạn sẽ ăn cùng với cái mì trộn này luôn để nó cho ra cái cảm giác là giòn 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 ở trong miệng, ăn chung với mì á. Nhưng mà bây giờ thì Bảo sẽ thử cái phần bánh tráng này chấm với cái phần tương ớt đã có pha lại cho hấp dẫn hơn, để xem như thế nào. Một xíu nữa mình sẽ ăn với mì sau. Đây. Ngon quá. Cảm giác giống ăn bánh snack hơn, nó giòn rụm mà. Nhưng mà chấm với cái phần tương ớt này thì đúng là cái phần tương ớt này ở quán đã pha để cho nó đậm đà, nó ngon hơn đó. Nên mình chấm cho vào trong miệng cảm giác rất là hấp dẫn. Bạn nào mà đến đây, đến quán của cô Dung á, mà ăn á, thì thích á, thì có thể gọi thêm một cái phần này. Hoặc là trong tô thì nó cũng sẽ có một cái miếng bánh tráng như thế này các bạn nha. Một miếng thì nhớ xin thêm cái chén tương ớt này. Đó, mình ra mình chấm mình ăn rất là đã. Bọn nghĩ rằng là không chỉ bánh tráng đâu, lúc nãy mà nếu như mình những cái nguyên liệu ở trong cái chén nước lèo này chấm với cái phần tương ớt nó cũng ngon nữa. Và nãy giờ thì quên thưởng thức cái món quán gợi ý. Ở đây thì có sẽ có rất là nhiều món nước các bạn nha, chứ không phải là hạt đác này thôi. Có bên kia thì có nước mía 6.000 một ly và một vài món nước nữa các bạn có thể chọn. Nhưng mà ở đây thì cô Dung gợi ý là thưởng thức cái món đó là hạt đác rim thơm gửi từ Nha Trang vào. Phần hạt đác nè. Hạt đác mềm mềm dẻo dẻo. Cái phần thơm rim thì nó hơi ngọt một xíu, nhưng mà nếu mà ăn chung với hạt đác thì nó sẽ vừa. Rồi. Và tóm lại với cái món đó là mì trộn muối ớt của Dung ở hẻm 33 đường Nguyễn Công Hoan, Phú Nhuận. Mọi người thấy rằng là đây là một trong những cái quán bán cái món mì trộn muối ớt ngon trong khu vực này. Cái điểm thứ hai mà Bảo thích đó chính là ở đây thì về cái mức giá đấy thì nó tương đối nó bình dân hơn, nó rẻ hơn so với một vài nơi Bảo đã từng ăn trong khu vực này. Cái thứ ba nữa chính là lúc nãy thì như các bạn thấy đó là cái khu vực mà cô Dung ngồi làm những cái món này á, thì nó rất là sạch sẽ các bạn, nó rất là sạch sẽ, nó rất là gọn gàng. Có cả một cái chú đứng đuổi ruồi để cho những cái con ruồi nó không có bu vào trong những cái phần đồ ăn á. Đấy, nên là rất là thích cái điểm đó luôn. Cái thứ tư đó chính là cái món bánh tráng chiên giòn này chấm với cái phần tương ớt hết sảy luôn các bạn à. Đó là tất cả những gì về món mì trộn muối ớt ở quán cô Dung. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong những món ngon tiếp theo của chương trình 360 Độ Ngon nha. Bye bye.